con ăn gì à? Ồ trời, chê gì, đi luôn, ít luôn, giờ giấy rồi vất mà, thôi không ra. Tri ân công đức tổ mẫu cơ. Quay quay cái đèn chính chưa? Quay đèn chính. Không có đi ra.
giếng loan này giếng là dùng cho như là công chúa. Giếng loan này loan phượng mà. Đấy, hình trước là từ xưa nó đã thế này rồi, mình chỉ có sơ tôn tạo. Thôi rồi bà, thôi, lên đi ra, lên đi. Ui, chết đông lắm. É da sangue. Được giá trị của di sản quý báu này, ra sức phát huy tinh thần trách nhiệm đối với dân tộc, khắc phục khó khăn, bảo vệ, giữ gìn ngôi đền cho sen tấn với tầm vóc lịch sử và trở thành một công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Tin truyền rằng ngày 25 tháng 5 bà ông tổ cùng bảy thiên sứ quan từ trời vì đại lễ một sản phẩm của đó nhà ông đã chuyển lên một ngôi đền thờ tổ đầy đủ thương thắng đến giờ đây 1408 1527 dưới thời lý thuyết tông tại ngôi đền thần tích năm tới tháng 1470 thật là nơi đài tốt đẹp rực rỡ ngàn năm, càng ngắm càng cao, muôn thuở càng cao, muôn thuở càng truyền càng kính, đời đời khói hương hương phúc. Căn cứ thành tích các đạo hát trong và truyền thuyết thì chính nơi đây là nơi lập quan ấp và là nơi nhất của mẫu Âu Cơ. Hơn 5 thế kỷ tồn tại, đền mẫu Âu Cơ đã 3 lần được các triều đại nhà nước Việt Nam xây dựng.
Đền Mẫu Âu Cơ được xây dựng trên một khoảng đất rộng giữa cánh đồng. Bên này trước đây là một quả gò. Khi quán khắc sư của thầy đình về, thấy giữa cánh đồng có một gò rất cao nổi.